Trong một ngày đẹp trời khi bạn nhận ra Marvel sẽ mãi mãi không làm phim 18 cộng và Ryan Reynolds thì quá mệt khi bị bảo là một thằng đèn lồng xanh, thì may quá chúng ta có Deadpool với sự tham gia của một thằng ngu toàn tập, một que em nóng bỏng, một người dân Anh điển hình, một đứa tuổi teen còn trinh và một người sắt làm từ CGI. Đây chính là Deadpool. Anh là ông già Noel nhưng có hai thanh kiếm đằng sau, và ngay lúc này anh đang trên đường đi thực hiện một phi vụ cực kỳ quan trọng. Bạn sẽ thắc mắc vì sao Deadpool lại đi đánh nhau trên một chiếc taxi, thì câu trả lời rất đơn giản: anh không có tài trợ từ Tony Stark, và quan trọng hơn là không có gì an toàn hơn một chiếc taxi được lái bởi một anh Ấn Độ. Tôi là Dopinder, tôi là Deadpool và tôi sẽ gọi anh là Bajet. Tôi có thể hỏi tại sao anh lại mặc đồ đỏ được không? Tại vì tôi là Peter Parker và tôi chuẩn bị đi tẩn một anh chàng xấu số. Anh chàng đó đã làm gì anh thế? Hắn ta bắt tôi phải ra thu cúc 2 lần một tuần. Và kẻ xấu đó đây, hắn ta tên là Francis, một tay buôn vũ khí có số má trong giới, và hắn ta có mối thù gì đó với Deadpool. Nhưng vấn đề là Deadpool đã quên hết đồ nghề ở nhà. Tất cả những gì anh có là một khẩu lục với 12 viên đạn, chỉ đủ để cho bạn giết một con boomer trong Left 4 Dead và một anh người Nga bất kỳ với chai vodka. Được rồi, của anh hết 27,5 đô. Tôi không bao giờ mang ví đi làm. Đây là một vụ scam à? Đập tay một cái thì sao? Thật tuyệt vời, nếu anh đập 8 cái anh hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người. Sau đó Deadpool ngồi chờ Francis bằng việc thể hiện kỹ năng vẽ của một học sinh lớp mầm và một lời giới thiệu đến khán giả không thể chất hơn. Tôi đã phải bím chu Wolverine để có phim riêng, nhưng nhóm của Francis đã đến. Deadpool lao xuống với một charming của Simple thời đỉnh cao. Nhóm của Francis bất ngờ được Jesus ghé thăm sớm so với cách nói chuyện của một thí sinh thi thách thức danh hài và một khuôn mặt như vừa trải qua xạ trị thất bại tại bệnh viện ca, thì Deadpool đánh nhau tốt phết. Có vẻ như là anh chả biết đau là gì. Với khuôn mặt thế này tôi nghĩ anh chỉ biết nhục thôi chứ đau thì không ăn thua. Đoàn xe bắt đầu đâm nhau liểng xiểng và dừng lại. Tin tức được báo đài đưa tin và đến tai Colossus, một thành viên của X-Men. Anh cùng với Negasonic Teenage Warhead gạch chéo tên dài vớ lỡ, chứ không phải giáo sư X, Cyclops hay Wolverine vì phim này không có kinh phí, đến hiện trường để ngăn chặn Deadpool và ngỏ ý mời anh ta vào X-Men. Deadpool thì không có nhiều lựa chọn, anh chỉ có 12 viên đạn, còn không đủ để làm chầy xe của Vin Diesel. Nhưng có một thứ mà tôi chưa kể cho các bạn, tỷ lệ headshot của Deadpool là 100% và anh ta không bao giờ bắn trượt. Cứ thế Deadpool đếm ngược giao thừa giúp kẻ địch và cuối cùng tặng cho anh người Nga một que xiên bẩn qua đường ruột. Có lẽ cảnh này sẽ khiến khán giả hiểu nhầm, tuy nhiên đây vẫn là một bộ phim vô cùng đáng yêu và tình cảm. Mọi việc bắt đầu từ 2 năm trước, khi mà Deadpool aka Wade Wilson còn đang rất đẹp trai và hoàn toàn có thể làm người mẫu ảnh cho tạp chí Vogue. Nhưng anh lại chọn công việc đánh thuê, đúng hơn là đánh ghen thuê. Nghe thì có vẻ cao cả, giúp người các thứ, nhưng nó cũng chỉ là làm công ăn lương mà thôi. Sau đó Wade trở về quán rượu, nơi đồng thời là chỗ nhận job của giới đánh thuê, và người điều hành ở đây là Weasel. Ở trong quán này, mọi người đều rất thích tương tác với nhau, cụ thể là bằng sát thương vật lý, và có nhiều trường hợp đường hô hấp bị ngưng hoạt động. Đó là lý do có một cái bảng tử thần dùng để cá cược xem thằng nào sẽ chết mỗi ngày, gọi là Deadpool, cũng chính là cái tên mà Wade lấy sau này. Giữa lúc quán đang đập nhau tứ tung, Wade gặp phải một cô gái trông khá chất tên là Vanessa. Khỏi phải nói, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và lên giường ngay trong cái nhìn thứ hai, thứ ba và cả thứ tư. Lên giường nhiều đến mức Vanessa mọc tóc dài ngoằng mới thôi. Chuỗi ngày hạnh phúc có thể nói là tuyệt vời nhất, nhưng hạnh phúc thường kết thúc bằng chữ cờ, viết tắt của cứt, và Wade không phải ngoại lệ. Anh được thông báo là mắc ung thư giai đoạn cuối. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là chọn cho mình một bát hương thật đẹp có hình Hello Kitty và nói lời từ biệt với những người mình yêu thương. Trong cái rủi là có cái may, có một ông anh trông như đa cấp tên là Smith đến ngỏ ý muốn giúp đỡ Wade. Sẽ thế nào nếu tôi nói tôi có thể giúp anh? Anh có thể chữa ung thư à? Tôi có thể làm anh tốt hơn thế, là giúp tôi trở thành siêu ung thư hay là như nào? Theo hướng ngược lại. Và đúng, tôi có thể biến anh thành cả Saitama nếu muốn. Wade nghe là thấy mùi đại bịp nên bỏ qua và đi về. Nhưng đêm đến anh bắt đầu suy nghĩ, ung thư thực ra không đáng sợ, để người mình yêu thương buồn mới đáng sợ. Nghe như một triết gia nổi tiếng từng nói, nhưng đó là những điều Deadpool nghĩ. Và anh sẽ đi tìm Smith, biết đâu hắn có thể cứu được thật. Ê từ từ, chỗ này có thật sự là bệnh viện không đấy? Tôi cần gọi 911. Thì tôi không ngon đâu. Wade được đưa đến một chiếc bàn. Ở đây anh được gặp Francis lần đầu tiên. Hắn ta tiêm cho anh một liều thuốc để kích thích DNA trong cơ thể, nhưng quá trình này vô cùng đau đớn. Francis cũng thừa nhận mình và cô bạn Angel Dust cũng từng là bệnh nhân ở đây, và Francis đã có sức mạnh không biết đau, còn Angel có siêu sức mạnh. Tuy nhiên để có thể đột biến gen phải trải qua quá trình vô cùng gian khổ, mà người ta gọi nhanh là ăn đòn. Wade ăn đòn ngày này qua ngày khác, nhưng anh vẫn không chịu đột biến. Cho đến khi Francis mất hết kiên nhẫn với anh, hắn ta dùng đến biện pháp cuối cùng là rút hết oxy ra để não của Wade vào trạng thái cận kề cái chết. Đây là cách mà Son Goku đã sử dụng để thức tỉnh bản năng vô cực. Cơ thể Wade bắt đầu đột biến, da của anh nổi mẩn như vừa bị kiến ba khoang đốt, mặt bắt đầu sần sùi như Jason Voorhees. Wade không còn khả năng đi bar từ nay trở về sau, nhưng bù lại anh có khả năng chữa lành mọi thứ. Vấn đề là Francis là một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng, nhưng hắn từ chối chữa mặt cho Wade, nên Wade mới có mối thù với Francis. Sau đó hắn tiếp tục nhốt Wade vào cũi thêm lần nữa cho vui. Trong một giây nhanh trí, Wade đã lấy được que diêm từ mồm Angel và anh đã dùng nó để kích nổ bình oxy. Căn phòng nổ tung và Wade ngoi lên từ đống tro tàn như Thor sau khi giảm cân, với cơ thể của một con zombie trong I Am Legend, khả năng bất tử của Wolverine và kỹ năng chiến đấu học được từ Mortal Kombat. Wade vẫn thua, nhưng được cái là anh bất tử, nên sau mọi chuyện anh vẫn thoát được khỏi cái máng lợn đó. Chỉ có điều, với cái mặt này, anh còn không nghĩ mình được casting đóng The Walking Dead, chứ đừng nói là gặp lại Vanessa, nên Wade chỉ đứng lui về phía sau để thấy em rõ hơn.
Anh chỉ còn lại người bạn Weasel để tin tưởng, và mục tiêu tối thượng là phải tìm được Francis để nhờ hắn ta chữa mặt cho anh. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Wade cần phải ẩn mình, trở thành một bóng ma để Francis không để ý, sau đó tấn công hắn một cách bất ngờ. Từ đây Wade bắt đầu lấy tên là Deadpool, mặc bộ đồ màu đỏ và bắt đầu đi thanh toán các băng đảng trong thành phố để tìm manh mối, cho đến một ngày bắt được đặc vụ Smith và hắn ta đã khai ra vị trí của Francis và ta trở lại ngay với thực tại vì tên Francis đã xuất hiện. Và đã đến lúc để Deadpool thực hiện một pha slow-mo cực kỳ ngầu y như trong phim của Zack Snyder và đá liên tục vào mồm Francis. Thì ra là Wade fucking Wilson. Nhớ ra bố mày rồi à con trai? Đúng ra mày phải cảm ơn tao, tao đã giúp mày bất tử mà. Filter của TikTok cũng không cứu được cái mặt tao cho đừng nói là bất tử. Colossus đột nhiên xuất hiện đằng sau và quăng Deadpool đi. Dừng lại đi Wade, hãy sử dụng sức mạnh của mình vào việc thiện. Thứ nhất, cái mặt này không phải sức mạnh. Thứ hai, cô là ai? Negasonic Teenage Warhead. Negasonic gạch chéo dài VL, tên khá ngầu ấy chứ. Wade, anh tốt hơn thế này nhiều mà. Tôi biết, đó là lý do hôm nay tôi giết có 20 người, hôm qua là 40. Thế là cũng gọi là tiến bộ đấy. Và hơn hết, con người có sinh ra một thứ gọi là Facebook. Nếu tôi định tham gia vào đội của ông xe lăn đầu chọc, tôi đã gửi lời mời kết bạn. Chưa tranh cãi xong thì Francis đã chuồn mất. Deadpool điên lên và đấm Colossus. Cú đấm mạnh đến mức Deadpool bị cụt một tay. Deadpool lại điên lên và đấm Colossus. Cú đấm mạnh đến mức Deadpool cụt nốt tay còn lại. Tưởng ta đã hết chiêu thức à? Vô ảnh cước, cụt nốt một chân. Thực ra con người mạnh nhất là lúc chúng ta có một chân. Karate Kid confirm. Nhưng Colossus đã còng Wade lại và lôi đi. Wade nhanh trí tự cưa tay. Các bạn không nên thử tại nhà. Và nhảy xuống phía xe rác bên dưới. Wade trở về ngôi nhà thân yêu. Sau khi khiến chủ xe rác phải tốn tận 10 chai Vim để dọn sạch đống máu. Với khuôn mặt thế này, thật tuyệt vời khi bạn sống cùng mình là một bà lão mù và đen và xấu. Nhưng ít ra bà ta sẽ không kỳ thị mình, vì mình kỳ thị bà trước. Nhưng Deadpool vẫn yêu quý bà lão mù. Bà lão giống như Robin vậy. Ý tôi là về khoản trợ thủ, không phải về khoản chống đạn hay là chống xà beng. Francis bị dập cho gần chết cũng mò được về hang ổ. Sau khi Wade ra đi, bọn chúng vẫn tiếp tục đột biến thêm nhiều bệnh nhân khác. Nhưng có vẻ là không có đứa nào thù dai như Wade. Francis cũng không có ý định bỏ chạy. Nam tử hán đại trượng phu, pháp danh thích va chạm không ngán một ai. Nếu như Wade có siêu hồi phục thì chỉ cần làm cho Wade không còn cái gì để mà hồi nữa là xong. Về lý thuyết thì là vậy. Francis đến tìm Weasel để hỏi về Wade, nhưng Francis không biết nơi anh đến là đảo xa và quán rượu này có truyền thống phang nhau, áp dụng cho cả khách mời, nên Francis đành phải rời đi trong lặng lẽ. Weasel gọi cho Wade để cảnh báo. Wade biết Francis sẽ tìm Vanessa nên định đến cảnh báo cô, nhưng độ đẹp trai của anh không cho phép nên Vanessa đã bị bắt đi. Francis hẹn Wade đến bãi phế liệu 12 giờ trưa mai. Weasel giúp Wade chuẩn bị rất nhiều súng ống để chiến đấu. Wade, theo lý thuyết thì tôi phải đi cùng anh như kiểu Robin và Batman, nhưng biên kịch chỉ cho tôi dừng lại ở đây thôi. Ok, nghe này, nếu tôi không về thì dưới nhà có 100 cân xà cân và bộ sưu tập 101 bộ đồ hầu gái cosplay, nhớ giấu cho tôi đấy. Để gia tăng hỏa lực, Deadpool đến nhà ông chọc đi xe lăn để nhờ Colossus và Negasonic gạch chéo tên dài VL, với điều kiện anh sẽ tham gia vào nhóm Backstreet Boy của Colossus nếu họ cứu được Vanessa. Ba người thay vì đi phi cơ riêng cho nó nhanh, họ quyết định đi xe taxi của Dopinder cho nó an toàn. Nhưng một lần nữa Deadpool lại quên túi vũ khí trên xe. Tất cả những gì anh có lúc này là hai thanh kiếm và sự tự tin. Trong đó sự tự tin nắm phần quan trọng. Colossus và Nega tên dài vãi sẽ lo Angel, còn Deadpool sẽ lo tên Francis. Với sức mạnh của một quả TNT, Nega tên dài vãi đẩy Deadpool lên chỗ của Francis. Deadpool đánh Francis, Deadpool thua. Vanessa thoát ra cứu Deadpool, Deadpool thắng. Trận chiến nhanh nhất mọi thời đại. Ở phía dưới, Nega tên dài vãi tung chiêu cuối, một đấm nổ tung toàn bộ bãi phế liệu. Người bên trên rơi như nhau rụng. Sau cùng Deadpool vẫn bắt được Francis, nhưng đáng tiếc là cái mặt của anh đã vô phương cứu chữa. Đến cả Filter còn không cứu được thì chả có cái phẫu thuật nào cứu được cả. Deadpool định bắn Francis nhưng Colossus ngăn lại. 4 hoặc 5 khoảnh khắc, mỗi chúng ta sẽ có những giây phút để trở thành anh. Trước hết tôi phải giết cái thằng này đã. Còn tận 4 khoảnh khắc nữa mà, để sau đấy. Deadpool gặp lại Vanessa. Anh xin lỗi vì đã bỏ cô đi quá lâu, và xin lỗi vì đã không thể trở thành Ryan Reynolds như cô mong muốn. Nhưng Vanessa chỉ yêu con người của Wade. Wade vui mừng vì mình đã có Vanessa, và bớt vui đi một tí vì ngày mai anh phải gia nhập X-Men và làm việc vào giờ hành chính. Bài học rút ra là yêu đúng người bạn sẽ có cả thế giới. Đó là Deadpool phần 1. Giờ chúng ta sang phần 2. Cho bạn nào không biết thì Deadpool 2 là một bộ phim gia đình, và một bộ phim gia đình thường sẽ có các cặp bố con, trong đó Deadpool là bố, còn tất cả những thằng đang bị chém bay đầu là con. Thật tuyệt vời khi bạn là sát thủ nhưng luôn có thể trở về nhà mỗi tối, đơn giản là vì bạn là một thằng khốn bất tử, sống trong một thế giới gần như không một ai có thể chống lại bạn vì hãng phim không đủ tiền để mời Wolverine. Nhưng vấn đề là chỉ có một mình Deadpool bất tử thôi, còn Vanessa thì không. Trong khi đang cùng nhau bàn về ngôi nhà và những đứa trẻ, một đám người lao vào trả thù Deadpool. Đó là điều cơ bản của cuộc sống, đi học thì phải có bài tập về nhà. Wade dễ dàng hạ gục tất cả nhưng vẫn còn sót một tên, và tên này đột nhiên bắn chuẩn lạ thường khi găm thẳng một viên vào cổ Vanessa. Wade gào âm ỉ, nhưng đoạn này đạo diễn lại không để tiếng. Chỉ biết là sau đó Wade lao qua cửa sổ, đuổi theo tên giết người trong làn mưa, y như John Wick khi vừa mất con chó của mình. Nhưng giết được kẻ ác không có nghĩa là đem được Vanessa trở lại. Đó là một lời nguyền của một người bất tử. Cậu biết điều gì đáng nguyền rủa hơn không? Cậu đã ở đây một tuần rồi, và người của cậu bắt đầu phát ra mùi hôi chân của một ông béo bị bệnh gút kinh niên. Tôi hôi lắm à.
Đúng đấy, cậu đang đái đấy à? Đúng đấy. Wade chẳng còn tin vào cuộc sống, khi mà cuộc sống duy nhất anh có giờ đang nằm dưới 5 tấc đất và bị lũ giun phân hủy. Wade bắt đầu nghĩ đến việc tự sát, nhưng kể cả có cho nổ banh xác mỗi mảnh thịt văng một chỗ thì anh cũng không thể chết được. Rồi đột nhiên Colossus xuất hiện và đưa anh về trường học của ông xe lăn đầu chọc. Thật mừng khi biết nhà làm phim đã chịu chi thêm tiền để mời một X-Men châu Á tên là Yukio và cô FBD, một combo không thể nào hợp thời đại hơn. Thực ra là có X-Men hàng Rio cameo nhưng mà cũng không để làm gì. Khi tất cả những người Wade có thể gặp là anh chim sắt, Nega tên dài VL và một cô người châu Á tên như một thằng cu thích đánh bài và hô to sức mạnh tình bạn. Hãy tham gia vào X-Men và chúng ta sẽ thực thi công lý. Thứ nhất là công lý chỉ có trên kênh của ACN. Thứ hai là lúc Vanessa bị giết anh có giúp không? Tôi đã giết hết chúng rồi. Công lý được thực thi xong rồi. Chỉ có một người mà tôi không thể giết thôi. Đấy là tôi. Anh đã thử đọc phần comment trên Facebook bao giờ chưa? Ở đó họ giết nhau lắm đấy. Nhưng ý tôi nói ở đây là X-Men là một gia đình tuyệt vời cho anh. Wade nghe thì cũng xuôi lòng và chấp nhận gia nhập X-Men. Trong lúc đó ở một tương lai xa xôi, Thanos với giao diện của Terminator tên là Cable du hành thời gian về năm 2018. Và mục tiêu của hắn là một cậu bé tên là Russell, cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Wade với tư cách là X-Men. Cậu bé là một dị nhân có khả năng tạo ra lửa từ cánh tay. Chào em, anh là Deadpool, còn em là Hỏa Quyền. Cái tên đấy rất tệ đấy. Nếu em không muốn trở thành một cái bánh donut, em có gia đình không? Mồ côi. Có tố chất siêu anh hùng. Chưa kịp nói thêm thì Wade bị đấm văng đi, buộc anh phải tung đòn áp chế cậu bé. Russell đã bị bắt, nhưng Wade nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Russell có vẻ là một đứa bé bị bạo hành, nên anh giết những người quản lý của Russell. Colossus lao ra cản Wade và đồng thời kích anh khỏi X-Men. Đánh giá hồ sơ hoạt động 30 phút. Sau đó Wade và Russell bị đưa đến băng ngục. Ở đây họ có những chiếc vòng giới hạn siêu năng lực, có nghĩa là Deadpool đã không còn bất tử và anh bắt đầu bị cái bệnh ung thư chết tiệt hành cho ra bã, và cũng có nghĩa là anh hoàn toàn có thể tự tử ngay lúc này. Tôi không biết cơ chế có phải như thế không, nhưng anh không còn muốn chết nữa. Em muốn trở thành siêu anh hùng thì làm đi. Anh đã thấy thằng siêu anh hùng nào mà béo ú chưa? Anh thấy rồi, nó bằng máy và có cái túi thần kỳ trước bụng. Russell tính ra thì cũng tốt bụng, nhưng do cậu bị ăn hành nhiều quá và chắc cũng hay lên mạng rồi bị các bạn body shaming nên đâm ra muốn thiêu sống các bạn. Đột nhiên cây bồ xuất hiện, tiêu diệt hết lính canh và trực tiếp truy sát Russell. Deadpool với 20 năm trong nghề sát thủ nhận ra ngay ánh mắt muốn giết ai đó của cây bồ và ngăn cản hắn ta. Sau một hồi vật lộn thì chiếc vòng của Wade rơi ra, có nghĩa là bố mày không thể chết đã quay trở lại. Wade lao vào sống mái với cây bồ và giành được khẩu súng của hắn ta. Cây bồ khai mình đến từ tương lai. Tương lai? Thật luôn. Thế thì tao có 3 câu hỏi. Thứ nhất, Sơn Tùng có giải nghệ sau năm 30 tuổi thật không? Thứ hai, ai là người đặt tên cho dòng sông? Và thứ ba, số đề ngày mai là bao nhiêu? Cây bồ hút lại khẩu súng và bắn toe mỏ Wade cho đỡ phải hỏi. Sau đó Wade rút chốt một quả bom của cây bồ và hai người bay ra khỏi nhà tù. Còn Russell thì vẫn ở lại. Trở về nhà, Wade nhận ra mình phải có trách nhiệm với Russell, nhưng anh không thể làm một mình và cũng không thể nhờ Colossus được nữa, nên anh đành tự mình lập ra một nhóm mới bao gồm Terry Crew, người có thể đánh trống bằng vú, anh hề ít khi vừa tẩy trang, Vanisher, người mà bạn sẽ không thể nhìn thấy được, Shatter Star, Superman châu Á và Domino. Sức mạnh của cô là gì? Tôi may mắn. May mắn có phải sức mạnh nữa? Đấm đau mới là sức mạnh. May mắn là sự ảo tưởng. Thế anh có nhận không? Có. Đấy, thế là tôi may mắn rồi. Thế còn anh là Peter? Có Parker không? Không. Anh được nhận. Đội nhóm đã xong. Russell cũng bắt đầu được vận chuyển đến một nhà tù nghiêm ngặt hơn. Để cho cảnh này giống Fast and Furious thì Wade quyết định cả nhóm sẽ nhảy dù và cả nhóm chết hết. Tôi không hiểu sao họ phải nhảy dù, trong khi thế giới đã sản xuất ra thứ gọi là ô tô và xe máy. Người duy nhất sống sót là Domino và sức mạnh của cô là may mắn, có nghĩa là cô không thể chết theo nghĩa bóng. Deadpool thì là không thể chết theo nghĩa đen. Một mình Domino đã chiếm được chiếc xe chở Russell, nhưng Thanos tay máy lại xuất hiện và đấm cho Wade một trận. Và nhớ chỉ là đấm Wade thôi nhé, vì Domino với sức mạnh của một người vừa trúng Việt Lot sẽ chả bao giờ bị làm sao cả, dù bất kỳ ai làm gì cô ấy đi chăng nữa. Russell quá sợ hãi nên đã giải thoát cho một dị nhân khác là Juggernaut. Hắn ta đấm một phát cả cây cầu sụp xuống, sau đó xé đôi người Wade ra và bỏ đi cùng Russell. Thằng cu khả năng muốn gia nhập Avenger vì đầu nó chỉ toàn nghĩ đến báo thù ông hiệu trưởng trường cũ. Wade không có chân nên không thể đuổi theo và được Domino cõng về nhà như một học sinh vùng cao vượt khó. Cây bồ đột nhiên xuất hiện tại nhà Wade và đề nghị hợp tác. Hắn ta kể rằng Russell ngày hôm nay sẽ giết người lần đầu tiên và cậu bé sẽ đam mê giết chóc cho đến tương lai xa. Cậu bé sẽ giết gia đình của cây bồ, đó là lý do anh phải về đây để ngăn chặn cậu bé. Sau một hồi nói đạo lý thì họ lên đường. Họ đến ngôi trường của ông xe lăn đầu chọc để nhờ vả Colossus và Nega tên dài vãi và cả cô bạn gái châu Á có tên như một thằng hay đánh bài và hô to sức mạnh tình bạn, nhưng bị từ chối. Wade đành phải tự đi, nhưng họ không thể ngăn cản được Russell vì Juggernaut quá mạnh. May mắn là Colossus vẫn đến và cân bằng hỏa lực đôi bên. Yukio và Nega tên dài vãi cũng đã đến và ba người kết hợp để đánh bại Juggernaut bằng việc đút một cái dây điện vào đít hắn ta. Wade và Cable cũng kịp thời đến để bảo vệ tên hiệu trưởng, nhưng không thể thông não được Russell, đơn giản là vì Wade không phải Naruto. Cable đang chuẩn bị nổ súng thì Wade đeo chiếc vòng vô hiệu hóa sức mạnh lại và lao ra đỡ đạn cho Russell. Russell cảm động và không làm điều ác nữa. Gia đình của Cable ở tương lai được an toàn,
nhưng bù lại Wade phải ra đi. Anh bay lên thiên đường gặp Vanessa, nhưng đạo diễn bảo anh không được chết, vì ở thế giới thật Cable đã quay ngược thời gian và cứu Wade. Thế thì không nói ngay từ đầu, Wade trộm luôn cỗ máy thời gian của Cable. Anh quay ngược thời gian để cứu Vanessa, cứu Peter không Parker, cứu Wolverine khỏi một trận đánh nhạt nhẽo, cứu Ryan Reynolds khỏi một gã đèn lồng xanh, và cứu thế giới khỏi Thế chiến 2. Sắp tới anh còn cứu các vũ trụ điện ảnh Marvel nữa. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.